hình thức đèn thờ bằng đồng đã khẳng định được sức sống mãnh liệt với thời gian. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo gia chủ. Đồ đồng Dung Quang Hà xin được giới thiệu đến quý vị một kiểu mẫu sản phẩm cực kỳ tinh xảo, sáng tạo. Phần chóp đỉnh của đèn giống như hình nụ hoa, đồng thời cũng gợi liên tưởng đến bình hồ lô. Nó vươn lên trời cao đầy kiêu hãnh. Ngay bên dưới là những đường viền gờ nổi cùng phần mái vòm. Bề mặt mái vòm có chạm hình những con rơi đang dang đôi cánh. Bầu đèn có chạm rỗng chữ thọ với cách thể hiện sáng tạo, đột phá. Nó vừa mang lại tính thẩm mỹ vượt trội, vừa là con đường để ánh sáng lan tỏa ra bên ngoài. Không những thế, trên bầu đèn còn xuất hiện hình ảnh những bông hoa đào. Chân đế của nó giống như chiếc bát úp. Nó được trang trí bằng hình ảnh bông hoa nở rộ, bung tỏa sắc hương mãnh liệt. Tác giả đã sử dụng nhiều họa tiết kinh điển với cách thể hiện mới lạ. Không những thế, chúng được sắp xếp, phân bố rất hài hòa, hợp lý. Trong đó, họa tiết cánh rơi mang ý nghĩa chiêu phúc. Điều này khởi nguồn từ tên gọi phúc thử của nó trong âm Hán. Chữ thọ thể hiện cho sự trường tồn, bền vững. Hoa sen, hoa đào đều được đánh giá cao về khả năng tịch tà. Hình ảnh hồ lô cũng có tính chất bài trừ khí giữ bởi nó là vật phẩm thu hút các khí. Đồ đồng Dung Quang Hà.